Tiền đạo Morata của Atletico Madrid tỏ ra rất phấn khích sau trận đấu trước Real Madrid tại sân Chivita Metropolitan. Anh nói, bầu không khí thật tuyệt vời. Mọi người đều ở bên nhau, chúng tôi ở trên sân, còn họ ở trên khán đài. Ngày mai, bọn trẻ có thể đến trường trong màu áo Atletico và tự hào về chiến thắng của chúng tôi. Trong trận derby thành Madrid, Atletico Madrid nhanh chóng dẫn trước Real Madrid 2-0. Ngày phút thứ tư, Morata ghi bàn bằng một pha đánh đầu và Antoine Griezmann nhân đôi cách biệt bằng một bàn đánh đầu khác ở phút 18. Mặc dù Toni Kroos ghi bàn rút ngắn cách biệt ở phút 35, Real Madrid vẫn không thể ngược dòng. Phút 46, Morata tiếp tục đánh đầu ghi bàn, ấn định chiến thắng sớm cho Atletico. Huấn luyện viên Diego Simeone ca ngợi Morata đã có một trận đấu xuất sắc. Ông cho biết Morata chỉ cần thời điểm thích hợp để tỏa sáng và rằng anh là một phần quan trọng của đội tuyển Tây Ban Nha và Atletico Madrid. Simeone nói, chúng tôi cần Morata như thế này. Trong khi đó, huấn luyện viên của Real Madrid Carlo Ancelotti đổ lỗi cho hàng phòng ngự của đội. Ông cho rằng việc để thủng lưới 3 bàn trong 46 phút đầu trận là bất thường và bảo vệ việc thay đổi đội hình bằng cách đẩy tiền vệ Jude Bellingham lên đá cặp tiền đạo với Rodrigo. Ancelotti cho biết, vấn đề không phải là đội hình sẽ không thay đổi. Vấn đề là chúng tôi khởi đầu không tốt, phòng ngự không tốt và yếu đuối trong vùng cấm.